Tỉnh đặt mục tiêu đến đầu năm 2030 giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét sạt lở đất so với giai đoạn 2011-2020. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai dưới 0,5% tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với kế hoạch phát triển của tỉnh, của các ngành, các địa phương. Xác định nội dung trọng tâm thực hiện là nâng cao nhận thức, năng lực về phòng chống thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phấn đấu 100% các cơ quan chính quyền, các cấp, tổ chức và hộ gia đình được cung cấp đầy đủ thông tin và có những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng chống thiên tai. Lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và các trang thiết bị cần thiết về phòng chống thiên tai. Các hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm được di chuyển đến nơi ở an toàn.